Và như các bạn cũng biết thì 95% dân số Việt Nam sẽ sử dụng 3 nhà mạng lớn là Viettel, Mobile và Vina. Tuy nhiên có một nhà mạng là Vietnam Mobile dường như là mọi người đã lãng quên. Nhưng mà ngày hôm nay thì mình đã mượn của Chuẩn Store một sản phẩm, đó chính là SIM Vietnam Mobile King Kong. Và với SIM Vietnam Mobile King Kong này thì các bạn sẽ phải bỏ ra 1 tháng 50.000 và sẽ có được 1.500 phút gọi nội mạng miễn phí và 30GB 3G tốc độ cao trong vòng 1 tháng. Chúng ta hãy cùng thử xem là ở thời điểm hiện tại, khi mà rất nhiều người đang ưa chuộng sử dụng 4G, thì SIM 3G có đảm bảo đủ tác vụ là lướt web này, xem video và chơi game online không nhá? Chuyện tình giờ đúng hay sai, người subscribe vẫn phải là người xem và bấm chuông nữa. Và mình cũng đã mượn luôn một chiếc SIM Mobifone 4G của Chuẩn Store với một mức giá là 365.000 một năm, và các bạn sẽ nhận lại được là 4GB 4G tốc độ cao mỗi tháng. Mình đã đem hai em SIM là Vietnam Mobile King Kong 3G và Mobifone 4G đi test ở 4 địa điểm khác nhau cho ra kết quả như sau. Thứ nhất, ở Cone Cafe, trung tâm thành phố, SIM Vietnam Mobile 3G cho tốc độ là 22 MB, hơn 22 MB, và SIM Mobifone 4G tốc độ gấp đôi, gần 50 MB. Tiếp theo thì mình có di chuyển ra xa một chút là ở Thanh Xuân, thì ở đây SIM Vietnam Mobile 3G cho tốc độ là hơn 10 MB một chút và SIM Mobifone 4G ổn định là tầm 45 MB. Địa điểm thứ ba thì mình sẽ di chuyển ra xa hơn nữa, và đó chính là Hà Đông, thì SIM Mobifone 4G đã mất 4G và chỉ còn hiện 3G thôi. Ở đây vạch sóng cũng chỉ còn 2 vạch sóng và tốc độ là gần 5 MB. Còn Vietnam Mobile SIM 3G sẽ là gần 3 MB. Tuy nhiên SIM Mobifone 4G có ưu điểm là ping khá là ổn định, không như SIM Vietnam Mobile 3G thì ping nhảy rất là cao. Và một cái địa điểm cuối cùng, đây là địa điểm test mà mình cảm thấy rất là ngạc nhiên khi mình đi ra dạo chơi xuống tận Văn Điển. Ở đây SIM Mobifone 4G tiếp tục mất 4G và chỉ còn 3G thôi, chúng ta có tốc độ là gần 11 MB. Trong khi đó SIM Vietnam Mobile King Kong tốc độ load là 12 MB, hơn hẳn là em Mobifone 4G luôn. Cái này thì mình rất là ngạc nhiên. Và ping của hai SIM là gần như nhau, với ping của Mobifone là 41 và ping của Vietnam Mobile là 46. Thực sự thì so về tốc độ load thì mạng 4G tất nhiên với mạng 3G là có chênh lệch. Tuy nhiên nếu với 4GB tốc độ cao 4G mỗi tháng, nếu như mà các bạn ngày nào cũng xem video Vinh Vật Vờ này, rồi là chơi game Liên Quân Mobile, vân vân, thì chắc chắn là nó sẽ khá là eo hẹp. Tuy nhiên với 30GB 3G với SIM Vietnam Mobile King Kong một tháng tốc độ cao thì mình nghĩ là nó hoàn toàn khác. Nó có thể đảm bảo cho các bạn các tác vụ và sử dụng rất thoải mái. Và tiếp theo thì mình sẽ test tốc độ ổn định của SIM 3G này với các tác vụ như là: đầu tiên là chơi game online này, thứ hai là xem video Full HD bằng 3G, và thứ ba là gọi video call Zalo. Chúng ta sẽ thử test xem là cái độ ping ở trong game cũng như là khi mình combat thì nó bị giật không nhá. Rồi, mình đã load game ở đây thì mọi người sẽ nhìn thấy tới tốc độ load game của mình nhá. Yeah! Về đi! Và đây là mình đang sử dụng SIM 3G của Vietnam Mobile King Kong. Rồi, mấy thanh niên này mạng miền núi quá. Đấy, mọi người có thể nhìn thấy trong khi mình chơi game này, cái tốc độ ping của nó rất là ổn định, nhưng mà nó sẽ trong khoảng tầm là từ 81 đến 93 thôi. Mình chơi mấy ngày rồi thì chưa phải gặp phải cái hiện tượng mà tự nhiên giật lag hoặc đi ra ngoài đâu, nên là anh em có thể hoàn toàn yên tâm. Và tiếp theo thì mình sẽ test dùng SIM 3G Vietnam Mobile King Kong và sẽ xem độ phân giải Full HD ở trên YouTube nhá. Ở đây thì mọi người sẽ nhìn thấy là chất lượng là 1080p rồi nhá. Mọi người có thể thấy tốc độ load của SIM 3G này với tốc độ cao thì chúng ta chỉ mới xem được có 25-26 giây thôi, nhưng mà load đã gần đến hết video 3 phút rồi. Thôi các bạn ạ, đừng ở đây nhá. Bài này nó chỉ mang tính giải trí thôi, ok. Tiếp theo thì mình sẽ tiến hành thực hiện video call ở trên Zalo để xem là với SIM 3G này gọi có ngon lành cành đào không nhá. Đấy, các bạn có thể thấy là ở đây là vạch sóng báo là rất tốt, và bên này đang là cháo thỏ, mặt đang ngơ. Nếu như mà anh em nào mà có nhu cầu muốn sử dụng một chiếc SIM của Vietnam Mobile và nhận được nhiều những cái ưu đãi hấp dẫn như vậy với mức giá chỉ 50.000 thôi, thì có thể tham khảo ở trên Chuẩn Store, gian hàng ở trên Lazada. Và đặc biệt khi các bạn mua SIM ở Chuẩn Store, trên Lazada các bạn sẽ được hưởng uy tín với chính sách là 7 ngày đổi trả và bảo hành trong vòng 1 năm. Đường link gian hàng của Chuẩn Store mình sẽ để ở sẵn phần mô tả chi tiết luôn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nhớ like, share, subscribe và Vờ Studio.